Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Hồ Ly hay Hồ Gián Vậy, tập 23. Đúng là đồ không có gu. Vậy mà mày dám chụp lén anh? Em muốn chụp Thích Nhất Nhiên, ai thèm chụp anh chứ? Không phải anh bị cấm túc từ kiểm điểm ở nhà hả? Bạch Dương, anh trai Bạch Sơn, là một cậu ấm, yêu tự do, thích đánh nhau. Hừ, anh mày bị cắt trợ cấp rồi, đành tự kiếm tiền đền cho thằng ngu bị đánh phải nhập viện thôi. Thằng ranh con, ngoan ngoãn không về nhà học bài đi, coi chừng anh học mày mét mẹ bây giờ. Tụi ta thật sự đến tìm Thích Nhất Nhiên á? Tìm Thích Nhất Nhiên? Phải, ta là Thiên Nguyệt, Thích Nhất Nhiên là vợ ta. Ta có thể cho ngươi xem giấy hôn thú của ta với em ấy. Tụi ta còn sống chung với nhau nữa. Đợi chút, hôn ước giữa hai người không phải nói giỡn hả? Thiệt luôn á hả? Chuyện quái gì thế này? Chẳng lẽ dạo gần đây Thích Nhất Nhiên thường xuyên nghỉ làm có liên quan đến cậu ta à? Tên nhóc lạ mặt này chắc là một đứa thích ve vãn, luôn bám lấy Thích Nhất Nhiên, còn sống chung với nhau, làm sao có thể chứ? Thích Nhất Nhiên đâu có hứng thú với con gái, thậm chí còn không cho ai bước chân vô nhà. Thường xuyên đánh nhau mới quen biết được. Không sao, để tôi thay cậu giải quyết thằng nhóc này. Ai bảo chúng ta là anh em tốt chứ? Hơ hơ, sống chung với nhau à? Vậy cậu thử gọi món ăn mà Thích Nhất Nhiên phụ trách ở đây đi. Đã là chồng thì phải biết rõ mấy việc cỏn con này chứ hả? Để tôi biết được lúc nãy cậu nói dối thì tôi sẽ đuổi cả hai người ra ngoài. Này, có tí việc cũng đòi đánh người, anh quá đáng lắm luôn á. Dạo gần đây cố gắng học cũng nhận biết được chữ rồi, mình đều hiểu cả, chỉ cần tìm được món Thích Nhất Nhiên biết làm thôi. Ta gọi món này, ta cực kỳ thích món này. Món omurai tặng kèm trái tim từ hầu gái. Món omurai tặng kèm trái tim từ hầu gái. Cái này, Thiên Nguyệt, hay là cậu chọn lại đi. Thích Nhất Nhiên dù có chết cũng không chịu vứt bỏ thể diện nịnh nọt khách bằng cách làm mấy chuyện đảm đang thục nữ vậy đâu. Hầu gái á, lại còn là tặng kèm từ hầu gái. Bọn họ là vợ chồng thật à? Chuyện mà Thích Nhất Nhiên ở một mình cũng không muốn nhắc tới. 15 phút sau, món omurai tặng kèm trái tim từ hầu gái che giấu phiên bản kết hợp. Món omurai trái tim của quý khách đây, xin mời dùng. Đờ mơ, thiệt luôn đó. Tôi đã bảo đừng theo tôi đi qua đây rồi mà. Người anh em, nhường tí đi, tới lượt hầu gái tôi đây vẽ trái tim rồi. Nhưng ta muốn gặp em, vậy nên ta mới tới. Đúng thật là tách nhau ra tí thôi cũng không ổn. Thằng chó, yêu đương cũng không cho anh em biết. Thật là tàn ác với đứa FA như mình. Ăn xong thì về nhà đi, tôi đi làm tiếp. Thời điểm bận rộn nhất tới rồi. Hai đứa nhóc con đi về sớm đi. Ta muốn giúp Thích Nhất Nhiên, ta có thể làm thuê không? Này, cậu đừng có bốc đồng thế chứ.
Vậy thì tôi đi về một mình đó. Tất nhiên là được. Biết đẩy xe đẩy thức ăn là ok. Cột, cột, cột. Mấy món này nấu xong rồi, có thể trực tiếp bưng lên cho khách. Cột, cột. Thích nhất nhiên. Bột. Ta mặc bộ này hình như không vừa lắm. Nhưng mà vì để giúp Thích Nhất Nhiên, ta sẽ cố gắng hoàn thành công việc của hôm nay. Lại là ai nghĩ ra ý tưởng tồi này đây? Thật không thể chịu nổi. Cho dù chỉ nhìn có một lần, đã không thể dứt khỏi tâm trí. Lần đầu tiên thấy người hầu gái đáng yêu như cậu đó nha. Có thể giúp tôi ôm chú chó nổi tiếng đáng yêu nhất trong tiệm qua đây không? Tôi muốn chụp ảnh. Được, ta đi tìm thử. Đúng là loài người thích nhất mấy thứ có lông mềm mềm. Thích Nhất Nhiên sẽ làm việc ở đây. Vậy cũng thích mấy thứ lông mềm mềm giống họ. Mình rõ ràng đáng yêu hơn nhiều so với thứ đáng yêu nhất. Bây giờ, hãy cho họ chiêm ngưỡng một chút vẻ đáng yêu của Thiên Nguyệt đại nhân nào. Cậu bé này chắc không sao đâu. Chắc là... Hôm nay, cứ để Thích Nhất Nhiên nhìn cho rõ ràng. Thiên Nguyệt đại nhân đáng yêu hơn chúng gấp trăm lần. Mau khuất phục bộ lông mềm mại của Thiên Nguyệt đại nhân đi. Cún con đáng yêu quá đi. Giống chó như cưng, bẩm sinh là để cô ôm hung đó. Ha ha ha. Chỉ là bị con người ôm một lát thôi, sẽ ổn nhanh thôi mà. Xin lỗi, nhưng bé này là của tôi. Không phải nhân viên của quán thì không được sờ đâu ạ.